Rồi xin chào anh chị ha, giới thiệu anh chị một cái chậu Borina bông tím, cái này cái rừng Mỹ ha. Cây này thì có ưu điểm là thân lá cao to, chùm hoa, mang nhiều hoa, xiên hoa. Nó khác so với cây Varadkar của Đài ha. Cây Varadkar của Đài thì cánh to hơn, bông màu đậm hơn, thân lá lùn và nhìn nó cái lá nó mít hơn ha. Nhưng mà cây đó thì theo em đánh giá thì nó không xiên hoa bằng cây này thân lá sẽ cao và cái độ thanh thoát nó đẹp hơn. Và cái màu nó không gắt như cái màu Varadkar, nhưng mà cái màu nó nhìn nó dịu dàng hơn. Rồi chậu này gồm 2, 4, 6, 8, 10 10 thân đang đi hai hướng ha. Đặc trưng của mấy thằng Gaudiente là có cái củ giống củ hành ha. Củ rất là to. Rồi chậu này chậu 16 thân vỏ thông ha. Rồi anh chị nào muốn sưu tầm cây cát rừng xiên hoa này thì mình tham khảo sưu tầm ha. Anh chị xem video nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha anh chị. Rồi xin chào các anh chị.